vụ Vạn Thịnh Phát, hệ thống mafia đang lộng hành trong bộ máy nhà nước như thế nào. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm ra xét xử, dự kiến kéo dài từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 2 đưa tin di lý bà Trương Mỹ Lan vào thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Di lý bà Lan vào xét xử ở Sài Gòn. Tờ báo Tuổi Trẻ cho hay lực lượng công an đã hoàn tất việc di lý bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều bị cáo khác trong vụ án từ nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam về Sài Gòn để chuẩn bị tham gia phiên tòa sẽ mở vào ngày 5 tháng 3. Theo đó, trong quá trình điều tra truy tố, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã bị tạm giam nhiều cơ quan tạm giữ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị công an ở các tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy việc các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam đã phải đối phó với bàn tay của các thế lực hắc ám liên quan đến những cái chết bí ẩn trong vụ án này là điều có thật. Được biết, trong số 86 bị cáo chuẩn bị ra vành móng ngựa trong vụ án này, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, có 45 bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cũng đáng chú ý, bị cáo Trương Mỹ Lan và 12 đồng phạm bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất đến tử hình, chung thân hay 20 năm với cáo buộc là tham ô tài sản. Đặc biệt trong số này có bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố do tội nhận hối lộ lên đến 5,2 triệu đô la của Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan, vào ngày 19 tháng 2, báo Tuổi Trẻ cho biết Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đã bỏ trốn, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong số này có bị cán Đinh Văn Thành, nằm trong danh sách 13 bị cáo có thể bị tuyên án tử hình. Được biết, 5 nhân vật kể trên đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi có lệnh khởi tố bắt giam. Hiện nay, Bộ Công an không thể xác định họ đang ở đâu, nên đã ra lệnh truy nã và sẽ xử vắng mặt. Cũng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đài BBC Việt ngữ có bài viết Đại án Vạn Thịnh Phát, những cái chết bí ẩn và những bị can lọt lưới. Theo bài viết này, trong vụ án Vạn Thịnh Phát có 3 nhân vật bất ngờ qua đời và có 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đã bỏ trốn. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến phát biểu của ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, về hiện tượng quả trứng mafia Việt Nam trong một bài phỏng vấn của Vietnamnet vào ngày 13 tháng 10 năm 2012. Ông Lê Kiên Thành đã nhận định như sau. Với kinh nghiệm của nước Nga, sự nguy hiểm chỉ diễn ra trong vòng một ngày và sau đó nó làm sụp đổ mọi thứ, sụp đổ đến tận gốc rễ. Theo đó, những mafia phát sinh từ tầng lớp dưới đáy xã hội nhưng lại có nhiều quyền lực ngầm trong bộ máy của nhà nước. Điều đó có liên quan gì đến những cái chết bí ẩn của một số lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB hay không? Đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB bị đột quỵ. Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Công ty Chứng khoán Tân Việt nằm trong nhóm định chế tài chính thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Sâu chúa Lê Thanh Hải và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đến là bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị bắt cùng lúc với bà Trương Mỹ Lan trong ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhưng bất ngờ qua đời trong trại tạm giam 3 ngày sau đó. Sau cùng là ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Sài Gòn, Pennsylvania, kiêm cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời một cách bí ẩn vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, một tuần sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt giam. Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Ngọc Dương đã chỉ đạo cấp dưới tìm người đứng tên các khoản vay tại ngân hàng SCB, đứng tên đại diện pháp luật của các công ty ma, mở tài khoản nhận tiền, rút tiền mặt, phục vụ cho mục đích của bà Trương Mỹ Lan. Giáo sư Abuja khi phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát đã đánh giá,
đây là một thất bại nặng nề của việc giám sát, kiểm tra trong công tác chống tham nhũng. Và vì sao ông Lê Thanh Hải, một người được cho là có mối quan hệ rất chặt chẽ với bà Trương Mỹ Lan, người có những biểu hiện mafia rất rõ rệt, đến nay vẫn hoàn toàn bình an vô sự? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, hệ thống mafia đang lộng hành trong bộ máy nhà nước như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Âm mưu bắt Đỗ Hữu Ca và ảnh hưởng thế nào tới vị trí của Vương Đình Huệ? Việc cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng giám đốc Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh để chạy án là có thật. Tuy nhiên, theo cáo trạng khai với cơ quan công an tại Quảng Ninh, ông Ca thừa nhận vợ chồng Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến nhà, song không thừa nhận số tiền đó là để chạy án vì đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội. Truy tố cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm. Đồng thời, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại đủ 35 tỷ đồng. Giới quan sát cho rằng lời khai của ông Ca không chỉ do kinh nghiệm khai báo của các sĩ quan công an, mà còn là dấu hiệu chạy tội, tránh tội, chạy án vì tội này có hình phạt nặng hơn. Đừng quên rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phải điều Đại tá Đinh Văn Nơi từ An Giang ra làm Giám đốc Công an Quảng Ninh thì mới túm cổ được Đỗ Hữu Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứ không phải tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vì thời điểm xảy ra vụ án, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu được một thời gian. Ông Ca nghỉ hưu từ tháng 7 năm 2013. Hiện nay các tướng lĩnh trong ngành công an đang trở nên giàu có bất thường bằng việc chạy án. Vụ Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Cho dù theo cáo trạng của vụ án, cơ quan công tố đã cáo buộc rằng từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp vừa đưa tổng cộng 35 tỷ đồng trong Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ lọt tội phạm chạy án cho ông Đỗ Hữu Ca là dấu hiệu của việc phủ bình phủ, huyện bình huyện trong ngành công an. Ông Đỗ Hữu Ca là cựu giám đốc công an tại Hải Phòng. Nhưng cũng có ý kiến lý giải việc công an Quảng Ninh không truy đến cùng để buộc tội tướng Đỗ Hữu Ca chạy án là điều dễ hiểu. Dẫu rằng tỉnh Quảng Ninh là địa bàn chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng đừng quên ông Chính từng là trung tướng tình báo của Bộ Công an trước khi trở thành bí thư Quảng Ninh. Việc bảo vệ hình ảnh trong ngành công an là điều bắt buộc. Quan trọng hơn, khởi tố bắt giam đối với Đỗ Hữu Ca trong việc chạy án chỉ là một chuyện phụ. Mục tiêu chính của Bộ Công an lúc này là bóc gỡ những sai phạm khủng khiếp của Bộ Tài chính dưới thời Bộ trưởng Vương Đình Huệ trước đây trong việc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng mua bán hóa đơn trị giá gia tăng VAT trong một thời gian rất dài nhưng không bị phát hiện và xử lý. Trở lại việc trước Tết Nguyên đán, Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là những cơ quan hậu thuẫn cho phe ông Trọng từ nhiều năm qua. Điều có liên quan đến việc ông Phạm Minh Chính và phe cánh khác trong đảng đang lên kế hoạch chặn đường đối với ứng viên chức tổng bí thư của ông Vương Đình Huệ hay không? Đánh giá về tiềm lực và khả năng của các phe trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư lúc này, theo đó phe mạnh nhất là phe Nghệ Tĩnh, không chỉ với số lượng ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương rất lớn, mà phe này còn nắm giữ nhiều vị trí có quyền sinh sát như Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, v.v. Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư sắp tới, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay vì già quá nên phải nghỉ. Đó là lý do vì sao những sai phạm của các nhân sự chủ chốt của phe Nghệ Tĩnh như sai phạm của Vương Đình Huệ thời làm Bộ trưởng Bộ Tài chính
hay những bê bối của ông Phan Đình Trạc thời làm Bí thư Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thời làm Bí thư Thái Bình đã bao che cho Đường Nhuệ, một chùm xã hội đen ở Thái Bình. Kể cả sai phạm của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong dự án lắp đặt thiết bị phần mềm cổng thông tin điện tử cho Học viện Trung tâm và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giá gói thầu là hơn 38 tỷ đồng, có sự thông thầu. Bộ Công an khẳng định là có các bằng chứng chứng minh có sự thông thầu tiếp tay cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng đến nay, ông Thắng và học viện của ông vẫn bình an vô sự. Tất cả những trường hợp kể trên đều được ông Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương lờ đi, bỏ qua, không xử lý. Nếu Bộ trưởng Tô Lâm hay Thủ tướng Phạm Minh Chính vạch trần những sai phạm của ông Vương Đình Huệ trong vụ hóa đơn đỏ VAT, thì phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem ra khó chống đỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay, âm mưu bắt đối Úc Ca ảnh hưởng thế nào tới vị thế của Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.